Xin gửi một lời chào bác làm thợ đi bẫy chim đêm trên toàn quốc nhá. Là bên em lại tiếp tục về một cái lô hàng loa bẫy chim đêm, lưới tổng hợp nhá, lưới đánh rẽ, lưới đánh vàng và tất cả những mẫu loa hàng chính hãng của hàng nhập khẩu Indonesia. Hôm nay bên em sẽ có về thêm một cái lô hàng loa mẫu mới nhá. Đó là cái mẫu gì mà các bác cùng em đi khám phá luôn nhá. Đây là những cái mẫu mới bên cơ sở bên em, em giới thiệu trước luôn cho các bác này. Đấy, về thêm cho bác một cái lô hàng loa bát nhôm. Đấy, dạng này là mẫu 12,5W nhá, kêu to hơn, tiếng âm thanh hay. Đấy, và cực kỳ là to nhá. Mẫu này các bác mua một đôi của nó sẽ là giá sẽ là 550.000 một đôi cũng nhất. Em xin lỗi, 500.000 một đôi, thì bác mua cả đôi, giá là 500.000 một đôi. Hàng loa bát nhôm mẫu mới nhá, 12,5W. Mẫu cũ nó chỉ có 5W thôi, nhưng mà mẫu này sẽ là 12,5W, gấp hơn 2-3 lần cũng nhá. Và mẫu mới tiếp theo đó mới các bác, đó là mẫu của hàng HP6000. Mẫu này cũng là hàng chính hãng nhá, hàng nhập khẩu của Malaysia. Đấy, mẫu này có tem cho bác đằng sau này, Malaysia, một cái phễu như này của hàng HP6000. Các bác nào đã đánh mẫu này rồi các bác cũng cực kỳ là thích mẫu này nhá. Đây, HP6000 như này. Một đôi như này sẽ có giá là 550.000 một đôi, các bác mua lẻ là 300.000 một chiếc. Thì các mua cả đôi như này, giá sẽ là 550 nhá. Đây là hai mẫu mới về ở bên cơ sở bên em. Đó là hàng HP6000 và mẫu loa bát nhôm cao cấp hơn 12,5W. Và đây tiếp theo đây các bác, tới đây các bác vào mẫu loa chép kèn đen. Một đôi chép kèn với tay đen như này, các bác nhận hàng với tay các bác để đánh rẽ nhá. Cực kỳ là ok, tiếng âm thanh cực kỳ là ngon, các bác chỉ cần đánh hai loa chép kèn đen một âm ly này. Đấy, chép kèn sẽ kèm củ cho các bác nhá và một tay lưới rẽ. Đấy, một đôi như này sẽ là giá là 350.000 một đôi, bằng với mẫu loa bát nhôm nhá. Hàng loa bát nhôm 5W 8 ôm này cũng sẽ có giá là 350 một đôi nhé, 350 một đôi. Tiếng loa gọi là loa bát nhôm, các bác phải lấy một bát nhôm hoặc một chiếc kèn đen này cũng được, nói chung tùy các bác nhé. Và âm ly bên em có rất nhiều loại, âm ly 263 màu xanh này, 300W cộng 300W tổng sẽ là 600W này. Đấy, âm ly son 288 nhé, nồi đồng cối đá này, mẫu âm ly màu đen hoặc là màu đồng bên em đều có hết các nhé. Đây, màu đen này mẫu mới năm 2024 này. Đấy, mẫu âm ly son màu đen, con này hàng son 3 nút nhé. Và mẫu đồng cối đá này là hàng son 4 nút các bạn. Đấy, hàng son này nó chỉ dùng điện bình, không dùng điện lưới được các nhé. Các bác sử dụng bình điện thoại, bình 12V của xe máy, xe đạp điện. Và những mẫu loa toa hàng Việt Nam màu trắng bảo nhựa này, giá sẽ là 300 một chiếc này. Hàng Indo chính hãng bên em sẽ có từ loa 10W, 15W, 30W và 51W nhé. Hàng chính hãng công ty vỏ nhôm. Đấy, và những cái phụ kiện thay thế cho bác như là côn loa. Đấy, côn loa này, côn loa 15W này, đấy, 10W này, 30W và 50W bên em có đủ các nhé. Ở đây là những cái check nhé, đấy, côn check để bên em các bác thay thế nhé. Các bác khi đi để bẫy gặp trời mưa cũng rất là hay cháy côn. Dòng loa check thì các bác thể mua thêm này, 70.000 một cặp nhé, 70.000 một cặp loa check kèm đen như là côn thay thế này. Và côn loa Việt Nam thì bên em cũng có, nói chung là côn nào có nhé, côn của bác Nhung cũng có này. Tất cả những mẫu côn, hàng chính hãng có, hàng phổ thông có nhé, từ hàng nhựa tới hàng nhôm thì bên em đều có. Các bác nào mà đang quan tâm đến những cái mẫu loa lưới đi bẫy chim đêm nhé. Lưới thì bên em sẽ có hai khổ cơ bản, đó là khổ 50m và 100m. 50m thì bên em sẽ chia sẵn cho bác là 3 cọc. Đấy, 100m là chia bác sẵn là 5 cọc, 5 giường 4 túi. Lưới rẽ hoặc lưới vạc thì sẽ là 4 giường 3 túi nhau nhé. Các bác nào mà bẫy chim đấy, gì các bác cứ alo cho bên em để bên em sẽ tư vấn cho bác về những cái mẫu lưới nhá. Đấy, tu hú, đánh cuốc hay là đánh vạc đấy, đánh rẽ run thì bên em đều có những các mẫu loa lưới. Các bác nào đang quan tâm những dòng sản phẩm loa lưới đi bẫy chim đêm thì nhanh tay liên hệ trực tiếp em để đăng tải cái video trên kênh nhé. Một lần nữa xin được chào các bác, hẹn gặp trong những clip lần sau bên cơ sở bên em nhé. Các bác đã đừng quên cho em xin một lượt like, một lần đăng ký kênh ủng hộ bên cơ sở bên em ạ.